Guitar. Only. Chocolate. Xin chào tất cả các bạn. Thói quen phổ biến gây ra việc phát âm sai trong tiếng Anh là việc mà các bạn phiên âm từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và hôm nay đồng hành cùng với mình đó chính là thầy Lucas sẽ cố gắng sửa cho các bạn hai lỗi phát âm sai mà hầu như tất cả các bạn đều mắc lỗi trong quá trình mà các bạn phát âm. Các bạn hãy tìm hiểu xem những âm đó là âm nào và hãy cùng lắng nghe kỹ thầy phát âm như thế nào nhé. Đầu tiên là một âm quen thuộc với các bạn trong quá trình mà các bạn phát âm tiếng Anh, đó chính là âm e bẹt. Sự kết hợp của cả a và e trong một âm, ví dụ như là từ bẹt, các bạn thường hay đọc là bẹt, 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 nhưng thực ra không đọc như thế đâu ạ. Và ngay bây giờ đây, hãy cùng thầy Lucas phát âm chuẩn lại âm e bẹt và từ bẹt nhé. Have. I have a pencil. Travel. I like to travel in my free time. Family. I have a big family. Như các bạn đều biết trong tiếng Việt thì chúng ta có âm r và rất nhiều các bạn đều phát âm là r. Nhưng trong tiếng Anh thì các bạn sẽ không phát âm như vậy đâu ạ. Và có một cái tip dành riêng cho các bạn, đó chính là các bạn có thể chu mỏ lên một chút và các bạn có thể phát âm là r. For example, rich. Or rice. Rich. He is a very rich man and has money. Rice. I eat rice every day. And red. My favorite color is red. Rất nhiều bạn đều phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó chính là full. Nhưng thực ra các bạn sẽ không phát âm như thế đâu ạ. Chúng ta sẽ đi qua hai ví dụ này để các bạn có hiểu rõ hơn về cách phát âm của hai từ này. Đó chính là từ helpful, not helpful, right? Beautiful, not beautiful. Helpful. She is very helpful to me because she cleans the house. Beautiful. She is very beautiful. Giờ thì bạn đã cảm thấy mình phát âm chuẩn tay và xịn sò hơn chưa nào? Để biết thêm nhiều mẹo phát âm hay và chuẩn như người bản ngữ, các bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy nhanh tay đăng ký tham gia khóa học phát âm tiếng Anh chuẩn Cambridge với 8 buổi coaching tinh chỉnh phát âm với 100% giáo viên bản ngữ, độc quyền chỉ có tại eCall ngay nhé!